Mẹ ăn dưa à, ăn này không? Không bao giờ, no. Cái chặt để đó suốt vậy nó có đâu. Giờ Quyên sẽ đi hái bắp. Với lại tỉa cải vô á, mẹ phơi nha, đặng mình làm dưa cải luôn. Bây giờ không có phơi mà đổ đóng cho mẹ đi rồi mẹ mai mới tiến hành làm nổi. Đem hai khúc mía lát nắng rồi có ăn. Trời ơi, phải giờ có đồ bấm bấm tay phải đi mới đem được quá chứ ta. Ở ngoài đây đâu có phơi. Tổng rồi chúng ta. Thôi vậy đi, khi nào con vô đi con bấm cho. Mấy con cá đưa hỏng đây, cha cho ăn nãy á. Bự ra ha. Như cây này có cái nồi ở trong rồi nè cả nhà. Cái nó gom lại một cục gì nè. Nhỏ cho trống. Nó trống thì nó mới bự được. Chứ giờ hơi đặc. Nhỏ mới có mấy cây rồi. Nó đầy cái sọt luôn rồi. Đem cái sọt không đủ rồi. Nè như cây này á, nó quá là đặc đi, cho nên là nó bị thối cái gốc này nè mọi người. Lẽ ra mình phải tỉa sớm hơn á, để giờ là trễ rồi đó. Mới nhỏ có mấy cây đẩy sọt rồi. Đem vô đây chứ để nó héo. Nhỏ cây kế bên. Cái lá nó bị úng rồi. Cỏ ghét quá. Cây cải bự thấy mê quá. Nhổ chưa hết nữa. Nhưng mà quá là nhiều luôn. Ôi cỏ gì nhiều dữ vậy ta. Ở đây có hai cây này mà cỏ nó bích luôn à. Nó xâm chiếm người ta mà. Cỏ vậy chứ nó hút chất dinh dưỡng. Nó làm bí bách lắm. Nhổ ra cho tống. Hai cái cải này mọc ngon vậy ha. Cái này mọc riêng hàng nè. Mọc bên ngoài nè. Cha ra giải cứu mình. Dạ, cha đem vô đi rồi cha nghỉ ngơi đi. Bác Út chở thức ăn tới kìa. Sáng giờ cha cũng dọn dẹp trước á. Vừa tể lá mai xong rồi. Trời ơi, rồi. Xẻo hả bác Út? Bác Út xẻo hả? Đó giờ trồng cải lần này là thu hoạch cải khổng lồ nhất.
cái cây này nó có cái nồi ở trong nè. Nãy giờ có cây này là có cái nồi này nè cả nhà. Xong cải là mình sẽ đi hái bắp. Cái gốc nó ăn xuống nó rất là chặt luôn á. Mình thích thu hoạch lắm. Trồng cực vậy đó, chứ cái lúc thu hoạch là đã nhất á. Cây này cái lá tổ trời hắn luôn. Một cái lá này tổ nó bự. Cái lá này nó cũng nhà. Bít cái mặt luôn. Quạt. Quá mát. Như đây nó sọp nữa là được hết cha. Nhiều lắm chứ. Nãy giờ hai sọt luôn. Giờ Quyền uống nước cái mình lên trên kia mình nè. Chút chút cu cu cu. Ăn cải không? Chút cu 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 cu. Uống một trái dừa. Mời cả nhà nha. Có cái lỗ chút xíu đây nè. Giờ con đi hái bắp. Lẹ à. Bắp có hai luống à. Uống nửa trái, còn nửa trái để đây hồi cắt bắp vô ăn. Ồ, uống luôn. Đi hồi cả nhà ơi. Để nắng. Sao mấy cây này nó ngã ta? Trái này dài ha. Trái này nhỏ nè. Để nguyên lọt thử coi. Wow, trái này còn non. À, cái trái này nó bị lai với phấn của bắp Mỹ. Cho nên là nó trắng trắng vàng vàng. Bội thu rồi cả nhà ơi. Nhóc hết trơn luôn. Xung quanh toàn là bắp đê. Trái nào nó cũng trắng trắng như hết rồi. Hôm bữa luộc ăn thì trắng trắng như vậy không sao hết. Nó dẻo chứ nó không phải là quá già. Nó cũng già nhưng mà nó dẻo ngon. Rồi trên đây. Ở đây, nếu mà bây giờ mình tỉa lá thì nhìn trái sẽ nổi lên á. Ờ đúng rồi, để Quyền tỉa lá trước đi đặng nhòm trái cho đẹp ha.
quá là sung rồi. Hái không lo hái, giờ lo tỉa lá. Ta-da. Đây nè, nguyên giặt lá rồi đó. Mà nó vướng ba cái dây bìm bẹp hay gì vậy á, cứng ngắc ha. Mỗi cây một trái. Quá đã, quá đã. Sung bà khía thiệt luôn á. Giờ lòi trái ra nhìn thấy mê quá ha. Nhìn thấy đã ghê luôn, không muốn hái luôn á. Làm thì lâu nhưng mà hái thì quá mau. Ở giữa có một cây, có một cái luôn. Trái này bự nè. Trái này bự quá ha. Trái này bự nè. Đầy sọt. Ồ, cây này nó ngã. Ngã luôn. Cái hàng bên này có những trái nó cũng chưa có già, còn non á. Thì mình sẽ hái tỉa cái hàng bên đây nè. Trái bự nè, nãy giờ cỡ 3 trái bự ạ. Trái này nữa. Nguyên qua hàng mới rồi đó. Mà có trái này chắc nó lớn rồi ha. Trái này là được rồi đó. Bự mà, trái này bự. Nãy giờ trái này là có lẽ là bự nhất luôn á. Có 3-4 trái bự mà trái này là bự nhất. Ồ, có trái dép luôn. Giờ tỉa hàng bên đây nha. Tách ra tới này nha. Tới này thấy đẹp quá. Đều ghê á. Đụng vô thấy nó đều băng nè. Mà để coi thử coi bên trong như thế nào. Thôi quá đã. Đều nước té. Chiếc này trồng bắp loại này ngon quá. Nguyên đây. Mình đã vô trong cái hàng giữa này. Nè, mấy cái dây này nè, đeo vô cứng ngắc à. Mấy cái dây này nè, hôm bữa mần cỏ Quyên đã nhổ rồi. Mà nó rất là dai luôn á, nó chưa có khô. Nó chỉ mới héo héo vậy thôi. Nó quấn cái trái bắp ha. Nè.
được 2 sọt ha. Bên đó 1 sọt, bên đây 1 sọt. Mấy giờ hái xong. Bây giờ còn những trái bắp này là bắp Mỹ, bắp vàng á. Cái vỏ màu xanh nè. Thì đây là bắp bắp Mỹ, bắp vàng á. Với lại một hàng bên đây còn vài trái bắp nếp. Bắp Mỹ thì thời gian của nó là lâu hơn, cỡ khoảng 10 ngày nè. Trái nào trái đấy to quá ha. Cái bắp này thì nó sẽ to hơn bắp nếp. Trái bự lắm. Râu ghê rồi, tùm lum hết trơn. Râu dài ghê không đó. Có khoảng 1,5 tay. Bơi trắng. Lên vô. Nắng lên dữ vậy. Được 2 sọt. Đem 2 khúc mía ăn không nổi luôn. Nắng quá đâu có chỗ ăn nè. Ô mèo giờ nữa. Chiến lợi phẩm ngày hôm nay là bao nhiêu đây bắp. Quá trời nhiều luôn. Không thể nào ăn hết. Tại vì hôm bữa trước mình đã hái xong rồi á, nấu nguyên một nồi ăn còn luôn. Như đây mình sẽ đem đi biếu mọi người một ít nha cả nhà. Bọc này là của Sáo, giờ mình cắt gì nè cả nhà. Để cho Sáo nấu luôn. Chứ để Sáo lu bu quá. Mình cắt về cho gọn nè. Bắp nhà trồng, trái bự thì ít mà trái nhỏ thì nhiều. Gọn 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 mà. Nè, như gọn vậy mà. Cả nhà coi hộp nè. Thấy cưng không? Cho cô ba, ba mùi, bát. Đều ghê không? Vậy đó, chứ nấu lên là nó rất là dẻo. Còn mới 2 bắp nè. Trời sao mấy tái nấu ăn. Nè sao lấy hết đi. Trời, nhiều dữ vậy con rồi cô ba đâu không? Có rồi, cô ba dưới. Nhiều quá rồi, người khác có không con? Có. Có không? Có. Còn 2 cái tầm tái lận. Ông nội ơi. Mấy tái này là cục cục. Ê, không à? Để con tấm tiên có về em cho cô cá mấy tái. Xong rồi. Giờ mình ăn một cây mía đi. Mời cả nhà nha. Mía này á, không ngọt lắm. Lạt lạt.
Rồi thôi bây giờ mình nghỉ ngơi rồi, nãy giờ ăn mía là nghỉ rồi đó, giờ đi tắm gọi. Ôi một cây không, hẹn gặp cả nhà chiều nay nha.